Chị có nhận dạy nghề em ơi, cơ mà chị chỉ nhận dạy miễn phí thôi em nhá, không tính phí gì đâu. Cả nhà mình ơi, nhà mình ai mà muốn học nghề nhổ tóc bạc ấy thì nhà mình cứ thu xếp thời gian xong rồi qua cửa hàng nhà em nhé. Nhà em ở 86 đường Bưởi mọi người nhé. Mọi người đi đến ngã ba Cầu Giấy rẽ vào đầu đường Bưởi, nhà em số nhà 86 mọi người nhé. À, cái này thì nó cũng đơn giản, nó không khó khăn gì ấy, nên là chị em nhà em dạy miễn phí thôi mọi người nhé. Ai muốn học để nhổ cho ông bà bố mẹ hoặc là mở cửa hàng đều được mọi người nhé. Cứ qua nhà em học đi. Mọi người đừng có ngại, có bạn nhắn tin cho em hỏi là chị ơi em xin phép chị là em cũng kiểu muốn mở cái cửa hàng nhỏ nhỏ nhưng mà muốn chị dạy nghề như thế thì kiểu cũng hơi ngại nhưng mà chị có thể giúp em được không? Thì mọi người đừng có ngại nhé. Mọi người muốn học thì cứ qua cửa hàng nhà em học, kể cả mọi người mở cửa hàng học xong mở cửa hàng ở gần nhà em cũng không sao cả, buôn có bạn bán có phường mọi người nhé, chẳng vấn đề gì đâu. Tại vì là cái dịch vụ này bây giờ nó cũng rất là ít ý, mà cái nhu cầu của khách thì nó cũng rất là nhiều. Chính vì vậy mà càng thêm cửa hàng thì ở cạnh nhau thì nó thành một cái phố, thì như thế thì mình hoạt động nó cũng càng là dễ hơn ý. Chính vì vậy mọi người đừng có ngại nhé, không ngại vấn đề gì cả. Mọi người học xong muốn mở ở đâu thì mở nhé, cứ qua cửa hàng nhà em dạy cho miễn phí thôi, không hề tính phí gì của mọi người đâu. Chắc là em cũng không làm cái nghề này được lâu nữa, chắc một vài năm nữa thôi. Hiện tại thì em cũng có làm thêm một số các nghề khác rồi, nhưng cái này nó cũng chỉ là phụ thêm ý, cho nên là em cũng không quan trọng nó đâu. Mọi người cứ ai học được thì cứ qua em dạy cho mọi người nhiệt tình nhé. Mà có sau này ai mà yêu nghề ấy, mà em mà có nghỉ thì em còn có chỗ để nhượng lại cho mọi người cho đỡ tiếc. Chứ không bây giờ sau này em mà nghỉ em nhượng lại đi thì em cũng tiếc lắm, bao nhiêu công em gây dựng ấy, nên là cũng hơi tiếc. Nên là ai muốn học thì cứ qua nhà em nhé, miễn phí hoàn toàn luôn.